VMSite chào các bạn. Hôm nay mùng 1 tháng 8 âm lịch, VMSite có một giò quế tháng 8 chia sẻ với quý vị và các bạn. Thành công sức cả năm trăm của VMSite đây. Và hôm nay đã có thành quả để hưởng một hương thơm của quế tháng 8. Sự các bạn ngồi uống trà thỉnh thoảng những cái làn hương của quế tháng 8 tỏa ra thì những người nào đã được thưởng thức hương thơm rồi thì không thấy chê vào đâu cả. Anh em nhà vườn mỗi người cố gắng làm đến giò để góc vườn trong, rồi đến lúc nở hoa ta mang vào ngồi bên cạnh uống trà thưởng thức những hương thơm tự nhiên của quế tháng 8. Chia sẻ cùng quý vị các bạn. Đây là VMSite, là một ngọn dài khoảng tầm 2 mét, phải một ngọn đẻ được 3 con. Đây một con này thân động từ đây xuống, chạy vòng từ này để lên con thứ hai cũng nở hoa rồi. Đây là thứ ba, này sang năm chúng ta sẽ được thưởng hoa. Hoa rất là to và dài. Mùi hương quế thì không chê vào đâu được. Rất khỏe. Không gian của khu vực ngồi uống nước của VMSite đấy. Mẹ được 2 bông. Trước chủ trương cũng rất là lãng mạn, ký vào một cục gỗ lụa nhưng lại có một cái bình xong này có nước, quý vị có nước này. Chủ trương trước cũng rất là lãng mạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã cùng VMSite thưởng thức cuối tháng 8 của VMSite. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc các bạn là tháng mới bình an, đại thành công.